tới thế gian không phải người đi tìm tu. Người tìm tu phải thức cho hồn của chúng ta để tiến hóa, chứ không chịu lắm chân tại chỗ là bằng thứ những chuyện về thế gian nữa, tạo khổ cho chính mình không nên. Mọi người đều có dâm tánh mà phải thức tâm mới diệt được, cương quyết có lập trường dứt khoát, vì dâm tánh tạo cho tôi khổ. Muốn chuyện này, muốn chuyện kia, muốn chuyện nọ, rồi muốn tới người này, muốn tới người kia, muốn tới người nọ mà mình không có cam nổi việc gì hết, làm cho cái tâm dây bận, tự hại, tâm thức bất ổn. Mình miệng nói tu mà tâm không chịu tu, hồn không chịu thức, thì tâm tu hay hơn tu chi lên thiền viện cái tâm ma đâu có được, không được, phải dứt khoát, không nuôi dưỡng tâm ma, phải khai triển trí sáng suốt, thì tâm minh mình. Lúc đó cái phần đó là hỗ trợ cho thân xác này để tiến hóa, để đúng kịp kỳ thăng hoa mà không có trì trệ nữa. Sự cần thiết chúng ta phải làm hàng ngày, trong 3 ngày niệm Phật la tu là tạo một cái lập trường cần thiết cho chính mình, phải dứt khoát không phải chuyện đời tạm bỡ mà cứu tôi. Chuyện trường hữu là chuyện cứu tôi phải làm chuyện cần thiết. Tôi niệm Phật, tôi nói tu thiền, tôi làm chuyện cần thiết để giải cái sự trượt ô của chính tôi, để giải cái dâm tánh của chính tôi, thì nó không có tạo dục mà làm cho trí tuệ chúng càng ngày càng mất đi. Tình dục nó tạo cho cái trí tuệ của người ngu sững, không biết, hại thân mà không hay. Cho nên chúng ta phải cương quyết được cái pháp, cũng như ta cũng được một tin lành cứu thế, là thế gian khối óc ta và cơ tạng ta sẽ được yên ổn. Mà nắm đó mà đi, chứ không có nên giấy tầm. Rồi sau này về nhà cũng vậy, phải giữ cái tâm thức như vậy. Thế gian là giả, thế gian đô thị giả, không có gì thiệt hết. Tất cả đều là giả, không có thật. Lời nói năng, cho nên mắt mũi tai miệng con người là giả, liếc qua liếc lại cũng là giả, không có làm cái gì được hết. Chúng ta phải thức tâm mà hướng thượng, cái duyên đó là cái duyên cao, cái duyên đó là cái duyên hội tụ của huynh đệ tỷ muội, mà chúng ta hướng tâm về một cõi là mới kêu hội tụ thành một ánh sáng từ bi chung hợp hội nhập trong đại bi, thì sẵn thì cảnh sống hạnh phúc vô cùng. Ta tìm cái gì mà ta thiếu ta mới tìm, mà ta có thể giải quyết được thì chính ta phải giải quyết, không nên chờ người khác giải quyết. Chúng ta có may mắn, có người đã hành đi trước và chính đã tự giải quyết được, nói lại cho chúng ta nghe. Chúng ta cũng mắc mũi tai miệng như người, mà tại sao chúng ta hành không được như người? Khổ thẹn quá đi, phải thực hành. Hồn làm chủ lấy xác, phải họ làm cho được, cho chính chắn lấy những lời chân lý chính chắn mà nghiêm trị thực hành. Cơ tạng không cho nó nói rèn, không vì một cái sự tình đời tạm bỡ mà gây cho chúng ta hỗn loạn tâm thức, khối thần kinh bất ổn, từ trên đầu tới dưới chân, khối thần kinh vĩ đại của trời đất sao? Các bạn thấy rất vĩ đại, đâu đó điều hòa thì óc sang tâm minh, mà sợ thần kinh lộn xộn là thấy toàn thân bất yên. Các bạn ngồi thiền đó mà nhức mình một chút là toàn thân bất yên rồi. Mà nó tìm ra nó có bao nhiêu, có một chút xíu thôi, một chút động tố mà nó lẫn lộn bám trong cái thần kinh, cái chút xíu mà cảm thấy gì, kẻ thì biết đầu, người thì biết lưng, mỗi tay, đó là độc tố. Mà chúng ta cương quyết dụng pháp vận hành thì nó mới chuyển chạy độc tố, nó đến được nó sẽ đi được. Nó vận hành cho kỳ được cái pháp luân thường chuyển thì độc tố nó đi từ hơi thở và mồ hôi của chúng ta đi ra đại chuyển tiểu chuyển. Cho nên cái phương pháp này là phương pháp thực tiễn và để trị tất cả căn bệnh của chính mình, đưa hồn tiến hóa chứ không có bị chặt. Nếu chúng ta
nhầm lẫn cái pháp này như những cái pháp khác, rồi lấy lý đạo này, lấy lý đạo này, lý đạo kia, đạo nọ mà hiểu không tròn, ba viên vô là chỉ tạo hư không, không có tiếng. Chúng ta nhất quyết một đường đi như vậy thì mới tiếng. Thì tôi có phát nào phải nhất quyết một đường, chứ đừng có lẫn lộn cái này cái kia cái nọ, là không có tiếng, không bao giờ tiếng. Ta học bài học một thứ thôi, học năm ba thứ vô lộn xộn là sao nhớ được mà tiến được. Cái này, cái tu này, cái tu này là khai thông tất cả hệ thống thần kinh trong cơ thể. Mình là một y sĩ chính thống, phải thực hành đứng đắn. Mình là một y sĩ tâm linh để phải chịu tập thể. Các bạn giữ những cái khóa này học, bạn thấy còn là y sĩ tự trị. Nếu các bạn dứt khoát, bạn nghiệm được quá khứ nhiều chuyện rồi, nhiều chuyện không dứt khoát xảy ra, chuyện gia can bất ổn, tâm thức bất ổn, bạn bè bất ổn, chính mình mà thôi, mình không dứt khoát gây tai họa như vậy. Cho nên chúng ta người tu phải hướng thiện và không làm phiền các bất cứ ai. Thích tâm ta tu, đêm đêm ngày ngày nó tu luyện như vậy, kết quả nó sẽ có. Mà không dày công không có làm gì được hết. Mặc cái áo tất cả áo đẹp duyên dáng, do sự dày công nghiên cứu của người đời thì cũng dũng khói óc mà tạo thành cái áo duyên dáng để chúng ta mặc. Mà chúng ta còn không chịu nhìn đó mà học. Tình trời thì như quan Phật là ánh sáng của mặt trời, là như Phật thanh nhẹ thanh tịnh vô cùng, đưa ánh sáng cho khắp các nơi, làm cho hoa quả xinh tươi mà để cứu nhân độ thế. Những cái kinh vô tự đó chúng ta phải học. Chúng ta nhìn thẳng ra học, ta có cái hạnh đó chưa, chưa có hạnh đó, cố gắng làm sinh làm như mặt trời, như mặt trăng, đem lại sự cứu khổ ban vui cho mặt đất. Chúng ta có một cái óc mà không chịu hướng thượng, mà không chịu làm những điều cần thiết cho chính mình, thì chúng ta không có cơ hội cứu ai hết. Chỉ mới dắt rồi bị tình dục khỏi âm nó hút cái là xa đoạn. Nhiều người tu bất chánh bị như vậy. Cương quyết phải có lập trường. Thì mình ở bất cứ trường hợp nào rộng mình cũng vậy. Ý nhiên là tôi không sao. Cho nên ở đây các bạn sẽ được thử thách rất nhiều. Những người nào tu nó hay, nó kể đưa vô chỗ đặt mà loạn một cái, nó thấy mình yếu. Càng thấy yếu càng lo ăn năn tu hơn. Hiện tại các bạn sung sướng được về cõi thanh tịnh này, mà còn nghĩ chuyện đời, vá víu chuyện đời, tình tứ chuyện đời, tự tạo khổ cho tâm thân. Tôi nói đây các bạn sẽ ghi rồi là nghe, rồi các bạn tưởng là cái đường lối các bạn đúng, các bạn cứ làm đi. Rồi sau này nghe cái tiếng nói các bạn mới rơi luyện. Tôi được may mắn nghe mà tôi không hành, cũng một kiếp người chết còn khóc nước khóc nở nữa. Có cái chuyện tập thể. Tôi đã nói đây là nghiêm nghị cảnh cáo cho tất cả những phần hồn còn mê trong cái hồn trận giám dục, phải tự thức và giải quyết ngay bây giờ, không để sau này sẽ khổ tới nơi. Động loạn sẽ đến và không tránh khỏi, coi chừng nhé. Tôi mong các bạn ý thức có dịp gặp tôi nên nghiêm chỉnh một chút, thực hành để đứng đắn, trở về cái căn cõi mình rồi mình mới tiến lên nữa. Dứt khoát tình đời, nếu tình đời hay tôi khuyên các bạn ở lại đây để sống mãi. Tại sao tôi khuyên các bạn dứt khoát? Giờ cuộc sống bây giờ có mà giờ ra đi các bạn không biết, và không giữ trụ thì lúc ra đi không bao giờ được đi vô cõi thanh nhẹ. Chúng ta tu cho tương lai, tu cho vĩnh cửu, chứ phải tu chơi, tu giỡn, tu thử, không có vụ đó. Những người tu thử thét sự điên hết. Dù gì cũng phải chấp nhận với người tu thử. Tu là phải thật tâm thật tình, thực hành đứng đắn, nghiêm nghị. Bây giờ giấc tu học, không có phải là giỡn cực. Mình giỡn cực cái vô vi là mình lộ.
vô vi là tiến về ánh sáng của đại bi, không phải chuyện tầm thường, khó lắm. Qua nhiều cơn thử thách, mà nếu chúng ta không có lập trường thì sẽ bị thử thách. Cho nên hôm nay các bạn có học, có tu, có thiền, có nghe được những lời tôi nói, tôi ước mong các bạn nên giữ lập trường sau khi về nhà để thực hành đúng đắn hơn. Bây giờ có gì thắc mắc có thể bàn bạc chung vui. Trong cái giây phút có sự hiện diện của tôi nơi đây. Vâng, các bác các chị ạ. Chúng tôi đã học. Thưa thầy, ở đây thì 2 tháng con có đi cái Art Center ở Costa Rica để coi cái em David Copperfield ấy. Anh ấy bay mắt nó thấy rõ ràng, anh bay. Xong anh xuống nhà bếp thêm một vòng thêm một cô nữa, anh ấy bay nữa. Con thấy cái sự bay của anh ấy thì con thấy rõ ràng trước mắt chứ không phải là có cái gì là ảo thật hết. Thầy thấy nó là sao? Chính David Copperfield cho người ta biết đây là ảo thuật. Tại sao mình cho không phải là ảo thuật? Cái kết quả ảo thuật những người mà khám phá ra được thì không có được tuyên bố cái trước của người ta. Người ảo thuật già biết hết nhưng mà đã thề là không được nói. Học cái đó phải thề. Cách đây chính là anh ấy có đi qua anh làm Lý Trường Thành. Vạn Lý Trường Thành qua được vậy đó. Vạn Lý Trường Thành còn đó. Bây giờ cái nói hình tự do gì nữa, tự do biến mất. Rồi bây giờ sao còn lại? Ta đã cho là ảo thuật, không có đi đâu còn ở đó. Nhưng mà ta học về cái ảo thuật của người ta, mình khám phá chuyện người ta làm gì. Theo tôi biết thì chỉ có một năng lực thôi miên có thể làm được. Người ta tin nghề lắm. Cho hỏi cái nữ, cái hình mờ, hình nữ tự do bên New York còn không? Nếu mất thì chúng ta định, chúng ta sắp còn. Chứ không phải. Người ta đã nói bán giấy lấy tiền, đây là ảo thuật, cách nghĩa sư. Còn mình nên chưa nói đàng hoàng, người ta ra một ngu cái xí mà nó không chịu xét. Ta nói magic là magic mà. Ở trong báo Mỹ họ nói là anh có bay qua cái Grand Canyon, anh bay ngang qua bên kia. Cho nên không phải cái chuyện anh lo mà chính phủ Mỹ lo. Thằng nào lôi thôi, nhờ anh đi tới ẩm thành lôi thôi là tới để chính phủ nói chuyện. Đâu cần gì phải máy bay để ẩm là đâu qua đây cũng được, ẩm đó qua đây cũng được, không được. Vâng, xin mời anh Mai. Kính thưa đức thầy, kính thưa các bạn ạ, những vấn đề ảo thuật á, vấn đề đó nó không có cái gì là khó, nó chỉ là vừa trong khoa học. Và những điều mà mắt mình bị là nó có tạo những cái ảo giác, những cái ảo tưởng của thị giác thôi. Tôi nói ví dụ, trước đây tôi có đi hướng đạo thì tôi đã từng làm ảo thuật, người ta cũng khen lắm, nhưng mà nó không có gì. Tôi nói ví dụ, trên cái màn này, tất cả trong phòng này á, ví dụ người ta sẽ treo bằng một cái loại vải đen hết, nhưng mà trên này, ví dụ này, người ta treo một cái miếng thiếp rất là mỏng, nó bằng sợi chỉ thôi, miếng thiếp đã có sẵn. Và bây giờ cho một cô gái, ẩm cô gái để sẵn trên cái miếng thiếp đó. Và cái miếng thiếp đó ở dưới này có để một cái bàn, tôi ví dụ cái bàn tới đây. Thì cái miếng thiếp để trên mặt bàn, nhưng miếng thiếp đó quý vị nhìn thấy nó chỉ bằng sợi chỉ đen đi ngang qua đây. Thì như vậy khi một cái người ảo thuật gia quá khéo một cái lấy cái bàn đi, cô gái vẫn còn nằm. Nhưng thực ra cô gái nằm á, là nằm trên một cái sợi chỉ đen. Sự chỉ đen nó chuyên lan qua tất cả những cái mảnh đen. Tôi nói đó là một ví dụ về ảo thuật. Và lúc nhỏ tôi từng làm như vậy, thì nó không có gì khó. Ví dụ tôi có thể cưa một người đứt ra làm đôi, và người đó có thể cái chân vẫn còn lúc lắc. Những chuyện đó là chuyện giả. Ví dụ trên một cái hòn nó dài thế này, thì tôi
làm phân đôi, nó ngăn nó đôi ra. Và một người dưới này thì đục hai cái lỗ, đút đuôi dài thôi. Đuôi dài nó nằm, nó lò phần dưới này. Cái phần trên này thì lò cái đầu. Nhưng mà cái người đó khi nằm ở trong cái quan tài á, thì hai cái chân co lên, chỉ nằm một nửa cái hòm thôi. Chỗ này có cả một cái dấu. Và dưới này là hai cái chân đuôi dài thôi chứ không có chân tiệm. Người đó khi bỏ vào hòm, cái đầu lúc lò ra đầu này. Thì khi cưa thì làm cái dấu ở giữa mà cưa, rồi giữa này để một cái bịch thuốc đỏ. Khi cưa xuống thì người này ngồi cho họ đây này, hai cái chân dưới tư thế như này và thọt hai cái tay xuống. Khi cưa ngang tới đó thì cái bịch thuốc đỏ nó bể, nó chảy ra. Quý vị nhìn thấy tưởng là máu. Rồi quý vị thấy cưa từng nào thì cứ chân nó lục địch. Quý vị tưởng là cái chân. Nhưng thiệt ra anh ta ngồi đây này, anh chỉ cần núm hai cái dây giật 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 cái chân thôi. Thì đó là tôi xin trình bày sơ sơ là tất cả những cái đó đều là ảo thuật. Căn cứ được sự thông minh của mình và là những cái gọi là mình có thể tạo ra cho người ta những cái ảo tưởng thị giác mà thôi. Không có gì lạ. Cái áo thuật gia giải thích nó mới chịu.